Xin kính chào các bạn. Mời các bạn xem clip thứ hai trích trong tác phẩm An Lạc Từng Bước Chân của thầy Thích Nhất Hạnh. Hành thiền. Đi hành thiền là một niềm vui lớn. Ta đi chậm rãi, đi một mình hay đi với bạn. Và nếu được, chọn một nơi nào để đi hành thiền. Ta đi mà không cần phải tới. Đi để được đi, vừa theo dõi hơi thở và vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ, không nên để ưu tư phiền muộn vây quanh. Ta sống trong giây phút hiện tại. Ta đi như một người hạnh phúc nhất trên đời. Ta cũng có thể cầm tay một em bé để đi. Hàng ngày ta vẫn đi, nhưng ta thường đi như bị ma đuổi. Đi như vậy, ta để lại những dấu vết hằn tất tả và phiền muộn lên mặt đất. Phải đi làm sao để dấu chân ta in nét thảnh thơi và an lạc. Tất cả chúng ta đều làm được điều đó nếu chúng ta thực lòng muốn thế. Và em bé nào cũng làm được. Chỉ cần chúng ta bước được một bước thảnh thơi là chúng ta sẽ bước được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi chúng ta bước một bước có an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta cũng đang nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Đi thiền hành là một phép thực tập mầu nhiệm. Khi đi thiền ngoài trời, chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường và chúng ta kết hợp hơi thở với bước chân. Ví dụ, ta có thể bước 3 bước khi thở vào và 3 bước khi thở ra. Vừa bước, vừa nói: vào, vào, vào. Ra, ra, ra. Mỗi lần ta gọi tên một cái gì là ta làm cho nó hiện rõ ra, như gọi tên một người bạn vậy. Nếu phổi bạn thích bạn bước 4 bước thay vì 3 bước, thì bạn hãy bước 4 bước. Nếu nó muốn bạn bước 2 bước thôi, thì bạn bước 2 bước. Hơi thở vào hay ra có thể ngắn, dài khác nhau. Ví dụ, bạn chỉ bước được 3 bước cho hơi thở vào, nhưng lại muốn 4 bước cho hơi thở ra. Khi đi hành thiền mà bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an lạc, tức là bạn đã thực hành đúng phương pháp. Bạn hãy chú tâm đến sự tiếp xúc bàn chân trên mặt đất. Hãy đi như là bạn đang hôn trên mặt đất. Chúng ta đã gây bao tổn thương cho trái đất. Đã đến lúc chúng ta phải biết chăm sóc trái đất. Chúng ta đi để đem lại sự bình an cho trái đất và chia sẻ bài học tình thương của ta. Trong khi đi, lâu lâu ta có thể dừng lại để ngắm một quang cảnh đẹp, một gốc cây, một đóa hoa hay một đám trẻ con đang vui chơi. Trong khi nhìn, ta vẫn theo dõi hơi thở để đừng đánh mất đóa hoa đẹp vì những dòng suy tưởng của ta. Và ta lại tiếp tục đi nếu ta muốn. Dưới mỗi bước, gió mát trỗi dậy làm mới lại thân tâm. Dưới một bước chân, một đóa hoa tươi nở rộ. Điều này chỉ xảy ra khi ta biết sống trong hiện tại, không để tương lai hay quá khứ lôi cuốn ta đi. Thiền điện thoại. Điện thoại rất có ích cho ta trong đời sống hiện tại. Nhưng nếu không khéo léo, ta sẽ bị nó hành hạ không ít. Nhiều lúc ta muốn bực lên vì tiếng kêu không dứt của nó. Khi sử dụng nó, đôi khi ta quên khuấy là ta đang nói chuyện bằng điện thoại. Do đó mà ta phí phạm rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Ta nói huyên thuyên không cần biết những chuyện đó có đáng nói hay không qua điện thoại. Đến khi nhận hóa đơn ta mới giật nảy mình vì số tiền lớn phải trả. Tiếng điện thoại reo tạo một chấn động đôi khi làm ta lo lắng. Ta tự hỏi ai gọi vậy? Chuyện buồn hay vui?
và ta bị một sức mạnh không cưỡng lại được đẩy ta tới cầm điện thoại lên. Ta trở thành nạn nhân của điện thoại. Tôi đề nghị lần sau khi bạn nghe chuông điện thoại reo, bạn vẫn đứng yên tại chỗ, theo dõi hơi thở vào ra, mỉm cười và đọc bài kệ này. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền thoại đưa về nhất tâm. Tiếng chuông reo lần thứ hai, bạn đọc lại lời kệ một lần nữa, vẫn mỉm cười vì nụ cười làm thư giãn những bắp thịt trên mặt. Sự căng thẳng tan biến và bạn cảm thấy vững chãi hơn. Người gọi nếu có chuyện cần muốn nói với bạn sẽ đủ kiên nhẫn để chờ bạn ít nhất là sau tiếng reo thứ ba. Cho nên bạn đừng lo ngại, hãy bình tâm thực tập hơi thở và nụ cười, để khi nghe tiếng chuông thứ ba, bạn chậm rãi đi về phía điện thoại, hơi thở vẫn đều đặn và nụ cười vẫn giữ trên môi. Bạn cũng biết không phải bạn chỉ cười cho bạn, mà bạn cười cho người đầu dây bên kia nữa. Bởi nếu bạn nóng nảy, bực bội thì người bên kia đầu dây sẽ lãnh đủ. Trái lại, nếu bạn giữ vững nụ cười và hơi thở chánh niệm, bạn sẽ đem nhiều an lạc cho người đang gọi bạn. Cho nên trước khi gọi dây nói cho ai, bạn cũng tập thở vào và tập thở ra 3 lần. Có bài kệ cho bạn thực tập. Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bạn hãy thở theo bài kệ ấy, một dòng cho hơi thở vào và một dòng cho hơi thở ra. Khi nghe tiếng chuông reo bên kia đầu dây, bạn cũng biết là người bạn ấy cũng đang tập thở và cười như bạn trước khi cầm điện thoại lên nghe sau 3 tiếng reo. Bạn tự bảo, chị ấy đang tập thở, tại sao mình không làm được như chị ấy? Thế là cả hai bên đều tập thở cùng một lúc. Thật là đẹp phải không? Bạn không cần phải vào thiền đường mới có thể tập thiền. Bạn có thể tập thiền ngay tại văn phòng làm việc hay tại nhà. Tôi không biết các nhân viên tổng đài điện thoại có thể thực tập thiền điện thoại hay không. Vì quá nhiều điện thoại reo cùng một lúc, tôi nhờ các bạn tìm cho họ một phương pháp để tập thiền điện thoại. Riêng chúng ta nên tập 3 hơi thở trước khi cầm ống nghe hay gọi điện thoại cho ai. Tập thiền điện thoại giúp ta bớt căng thẳng và sống có chánh niệm hơn. Thiền lái xe. Ở Việt Nam, cách đây 45 năm, tôi là ông thầy tu đầu tiên dám cưỡi xe đạp. Hồi đó, một ông thầy tu đi xe đạp được xem như không có oai nghi. Ngày nay thì các nhà tu lái xe hơi và còn cưỡi mô tô chạy vù vù. Để thích ứng với đời sống mới, chúng ta phải biết hiện đại hóa lối tu thiền. Tôi có làm một bài kệ lái xe để chúng ta thực tập trước khi rồ máy. Bài kệ như sau. Trước khi cho nổ máy, tôi biết tôi đi đâu. Tôi với xe là một. Xe mau, tôi cũng mau. Nhiều khi chúng ta không thật sự cần sử dụng xe hơi, mà tại vì chúng ta muốn trốn tránh chính mình, nên ta muốn lái xe đi đâu đó. Ta cảm thấy một sự trống trải trong tâm hồn, và ta không muốn đối diện với nó. Ta không thích bận bịu suốt ngày, nhưng hễ có một chút giờ rảnh, ta lại sợ đối diện với chính mình. Ta muốn chạy trốn, hoặc là ta mở máy truyền hình, ta gọi điện thoại, ta đọc tiểu thuyết, ta tìm một người bạn để đi phố chơi, hoặc là ta phải dồ xe máy đi đâu đó, đi đâu cũng được. Chính nền văn minh của chúng ta đã dạy ta cách hành xử như vậy và cung cấp cho ta đủ mọi tiện nghi để ta đánh mất chính ta. Nếu đúng vào lúc bạn định vặn chìa khóa để rồ xe máy và bạn đọc bài kệ này, nó sẽ như ánh đuốc soi sáng cho bạn và bạn chợt thấy là mình không cần đi đâu cả.
vì đi đâu bạn cũng không thoát khỏi được cái ta. Do đó, tốt hơn hết là bạn tắt máy và bạn hãy đi thiền hành. Chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị hơn rất nhiều. Người ta nói là chỉ trong mấy năm gần đây thôi, hàng triệu mẫu rừng đã bị tiêu diệt vì mưa axit, mà một phần là do khói xe hơi. Trước khi cho nổ máy, tôi biết tôi đi đâu. Tôi biết tôi đi đâu? Đó là câu hỏi rất quan trọng. Có phải tôi đi đến chỗ tận diệt của chính tôi? Bởi vì nếu cây cối chết hết, thì con người cũng sẽ phải chết theo. Nếu việc bạn đi là cần thiết, thì bạn chẳng nên chần chờ. Trái lại, nếu nó chưa cần thiết, bạn nên rút chìa khóa ra và bước xuống xe. Bạn có thể đi thiền hành dọc theo bờ sông hay trong một công viên. Nơi đó, bạn sẽ tìm thấy lại chính mình và cây cối là những người bạn gần gũi của mình. Chúng ta thường có quan niệm rằng xe hơi là vật sở hữu của ta. Ta là chủ của chiếc xe hơi. Điều đó chưa hẳn là đúng. Khi ta sử dụng một cái gì thì ta trở nên cái đó. Người chơi đàn vĩ cầm cũng trở nên đẹp như tiếng đàn anh dạo. Người cầm một cây súng trở nên rất nguy hiểm. Khi ta lái xe thì ta và chiếc xe là một. Trong đời sống văn minh hiện đại, lái xe là một nhu cầu hàng ngày. Tôi không bảo bạn đừng lái xe, tôi chỉ mong bạn sử dụng nó một cách có ý thức. Khi lái xe, chúng ta thường chỉ mong cho mau tới chỗ đó. Nếu chúng ta xem đèn đỏ như tiếng chuông chánh niệm giúp chúng ta trở về với giây phút hiện tại, thì lần sau gặp đèn đỏ, ta liền mỉm cười và vừa thở vừa đọc thầm bài kệ: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tức khắc chúng ta chuyển đổi cảm giác khó chịu thành dễ chịu. Cũng cây đèn đỏ đó mà bây giờ nó khác. Bây giờ nó là người bạn giúp ta nhớ rằng chỉ có giây phút hiện tại là đáng sống. Cách đây 10 năm, tôi qua Môn Chan, Gia Nã Đại để hướng dẫn một khóa tu. Một hôm, một người bạn lái xe chỗ tôi đi ngang qua thành phố để lên núi. Tôi nhận thấy rằng chiếc xe nào ngừng đằng trước cũng có bảng số ghi hàng chữ bằng tiếng Pháp. Nghĩa là tôi nhớ. Tôi không biết họ muốn nhớ cái gì. Có thể là họ muốn nhớ tới gốc rễ văn hóa Pháp của họ. Nhưng tôi bảo người bạn là tôi đã có món quà để tặng anh ta. Tôi bảo anh ta: này bạn, khi nào bạn thấy thấm bảng tôi nhớ, bạn nhớ thở và cười nhé. Đó là tiếng chuông chánh niệm đó. Như vậy bạn tha hồ thở và cười khi lái xe ngang qua thành phố Mông Trang. Người bạn rất thích thú và đem niềm vui đó chia sẻ ngay với các bạn của anh ta. Sau đó đi qua Pháp để thăm tôi, thì anh bảo là ở Paris khó thực tập chánh niệm quá, vì không có mấy trăm bảng số ghi tôi nhớ như ở Mông Trang. Tôi bảo anh, ở Paris chỗ nào mà không có đèn đỏ và những tấm bảng stop hả anh? Chúng cũng là những tiếng chuông chánh niệm đó chứ. Khi về lại Mông Trang, anh ấy cũng đi ngang qua Paris, nên anh viết cho tôi một bức thư rất dễ thương. Thưa thầy, ở Paris con cũng thực tập được rất dễ dàng. Mỗi khi có một chiếc xe ngừng trước mặt là con thấy bụt nháy mắt với con, và con đã biết thở và mỉm cười để trả lời ngài. Bây giờ con mới biết lái xe trong Paris là một điều tuyệt diệu. Cho nên khi nào bị kẹt xe,
Bạn đừng tìm cách lèo lái để thoát nạn kẹt xe làm gì. Vô ích. Bạn dựa lưng vào nệm xe, thân tâm buông thả, miệng mỉm cười, một nụ cười đầy từ bi hỷ xả. Thở và mỉm cười, an trú trong giây phút hiện tại. Bạn có thể làm cho những người ngồi chung xe với bạn cảm thấy an lạc. Hạnh phúc lúc nào cũng có mặt nếu bạn biết thở và mỉm cười. Thiền là biết trở về với giây phút hiện tại để thấy rõ bông hoa, trời xanh và em bé. Hạnh phúc là một điều có thật. Thưa các bạn kính quý, xin cảm ơn các bạn đã ghé xem clip thứ hai. Khi chúng tôi trích đọc tác phẩm An Lạc Từng Bước Chân của thầy Thích Nhất Hạnh, kính chúc các bạn thân tâm luôn an lạc, vạn sự cát tường. Thân ái kính chào.